Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Bây giờ là 22 giờ 10 phút. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023. Trước khi test hoạt động của Mỹ Đài, Sony có model CFS-B5SC-MK2. Mỹ Đài này đủ tiêu chuẩn để dâng lên Hoàng thượng. Mỹ Đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 500.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Mỹ Đài này đương nhiên ăn điện 220V. Trước khi test thì cũng xin thưa lại, tại vì có rất nhiều thượng đế đã làm cả video rồi, gửi cho video rồi mà lại cứ hỏi bao nhiêu tiền một cuốn băng. Gửi cho video nhưng không xem, lại cứ thích nhắn tin là cứ hỏi bao nhiêu tiền một cuốn băng. Rồi là đài cũng vậy, gửi cái video cho xem rồi cứ hỏi là đài bao nhiêu tiền. Thì một lần nữa này mong các thượng đế xem cái video, là ở trong video là mình báo giá công khai và minh bạch nha. Đấy, chứ không không úp úp mở mở làm cái gì cả. Sản phẩm nào mình cũng công khai minh bạch về giá cả luôn. Em mong các thượng đế cũng chịu khó xem một chút, chứ không gửi cho rồi xong lại cứ bảo là có con đài này bao nhiêu tiền. Đây là cái loại băng Sony HF90. Băng này dùng đầu Technic M3 số 2 thâu, mình bán với một mức thóc là 60.000 đồng một cuốn, không bao gồm phí ship vận chuyển nha. Đấy, ví dụ như ở đây là ca sĩ Thanh Tuyền 1H này nha. Đấy, 60.000 đồng một cuốn. Đấy. Băng này cũng thế, băng này là cái loại băng Sony HF90 là 60.000 đồng một cuốn. Sang đến cái loại băng này là 10.000 đồng một cuốn. Nội dung thì có rồi, lông ca lông côm, một cái thì nhạc, cái thì cải lương, cái thì tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu. Đây này, ví dụ như đây này. Đấy. Đấy, Angbun Sĩ Ben 3 số 9 đây này. Những cái băng này là những cái băng gốc của công ty thâu băng ngày xưa đấy nha. Ví dụ như Bến Thành Audio hay là Hồ Gươm Audio hay là Hoa Phượng Đỏ Audio đấy nha. Băng này là băng gốc ấy. Đấy, cả vỏ luôn nhá, cả vỏ luôn. Thì bán chỉ có 10.000 đồng một cuốn thôi. Thì cái băng này mình không thâu. Băng này bán cho ai có đầu thâu hoặc là đài về để làm cái này cái nọ nha. Đấy, 10.000 đồng một cuốn, cả vỏ luôn, cả vỏ băng luôn. Đấy. Còn đây là hai cuốn băng đại diện cho băng cụ tổ, đó là băng Maxen UD2, Maxen UD2. Thì những cái cuốn băng như thế này lấy màu nào cũng được. Thì thông thường là những thượng đế lấy 5, lấy 10 cuốn thì mình sẽ chia ra 5 cuốn đen và 5 cuốn màu xám. Đây. Đấy. Thì những cái cuốn băng như thế này mình thâu chương trình và mình bán 100.000 đồng một cuốn, 100.000 đồng một cuốn. Cũng dùng đầu Technic M3 số 2 mà hàng ở bên Tây gửi về chứ không phải hàng đã qua sử dụng ở Việt Nam nhé. Hàng trước sử dụng ở Việt Nam thì mới dùng để thâu băng được. Đấy. Chất âm thì thôi, thứ nhất là phải cái phôi nhá. Đấy, thứ nhất là phải cái phôi. Đấy, cái thứ hai là cái đầu thâu băng, giống như gọi là cái bản photocopy, thì trước tiên là phải cái giấy đã. Đấy, sau đó lên máy photo là phải máy loại tốt, chuẩn, mực không được nhòe, đúng không ạ? Chứ còn máy photo tốt thế mà lại đưa cái tờ giấy nó nhầu, nó nhòe, nó nét ra vào thì photo cũng chẳng thể rõ nét được. Thì trước tiên là phải cái phôi này đã. Đấy, cái dây băng của cái băng Maxen UD2 thì nó là băng cũ tổ rồi. Nên là miễn bàn với âm thanh của nó, chất lượng của nó nha. Đấy, này. 100.000 đồng một cuốn. Như thế này mà lại còn chê nữa. Hay là lại mua cái loại băng đời mới bây giờ là nó có cái băng màu trắng trắng, cái vỏ ở ngoài nó giống cái băng này. Bây giờ nó còn có cái băng này nữa, băng đời mới. Mình 7X nhưng mà ngày xưa cái băng này của mình là cái loại băng gọi là ít thóc nhất nha. Bây giờ nó có cái loại băng cái vỏ ngoài cũng trắng như thế này nhưng bên trong thì cái ruột thì không biết như nào cả nha. Đây, những cái cuốn băng như thế này bán 10.000 đồng một cuốn. Thế nhưng mà ruột đấy, cái ruột mình tuyển lựa những cái ruột mà còn dùng được, còn in thâu lại được thì mình mới bán. Chứ còn những cái ruột mà nó nhăn nheo thì lại chuyển trạng thái sang pha đình đáp chứ không bán nha. Đấy. Thôi thì đã dành một số phút để phúc đáp các thượng đế hỏi về băng đài rồi. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của Mỹ Đài Sony. Bóng nhảy, bóng lộn. Đấy. Đấy. Nó như thế này. Vừa rồi cái để
Bây giờ chắc chắn lắm rồi nhá. Đấy, vừa rồi cái ốc ở đây bắt mình cảm thấy nó bất an, cảm thấy bất an nhá. Đây là lót cái con long đen ở ngoài, xong rồi lại dùng cái con ốc chạy suốt Bắc Nam vào bên trong. Thế nên này, bây giờ đài hỏng rồi mà cái này chắc chắn nó chưa hỏng, rất chi là chắc chắn. Anten dài này, anten dài và zin anten đầu nhựa này. Đấy, thì vừa rồi ấy mà không tháo ra kiểm tra thì hỏng hết bánh kẹo. Đây này, cái anten lúc nãy của nó đây này, cái anten lúc nãy ở cái đài này. Đây, đây mới đúng là một cao nhân. Đây cũng là anten zin của cái đài này, thế nhưng mà bị gãy, cao nhân đã nối vào như này. Đây, nối vào. Đấy, lúc mình mua mình làm sao mình biết được, tại vì thời gian đâu mà để ý những cái vụn vặt này. Để đấy, về giờ lúc nãy rút ra mới biết này. Đấy, thế mà lúc nãy mình mà không rút ra mà lại gọi là sơ suất thôi, sơ suất không không kiểm tra kỹ lưỡng mà lại gửi đi thì đúng là hỏng hết bánh kẹo, tình cảm lại đi xuống thì thôi nhỉ. Đấy, thế nên là kiểm tra ngay, đúng là phải kiểm tra từ cái phích nguồn nha. Bao giờ cũng vậy, đài mờ cũ thật, thế nhưng bao giờ thông thường là mình cứ thay cái dây nguồn mới để cho nó đảm bảo an toàn. Đấy, dây nguồn của mình dài 1m8 theo hồ cắm này. Bây giờ anten thì thôi không phải suy nghĩ gì cả nhỉ. Đấy, thì sau cái mỹ đài này thì sẽ phục vụ một người anh em có cái bụng tốt ở Tiên Lữ Hưng Yên. Người anh em lại còn chốt thêm bộ cơ cửa A của đài Sony 715 loại chạy bánh răng chuyển thóc cho mình đến nửa tháng nay rồi mà mình chưa làm được. Nhưng mà người anh em cũng không thấy nhắn tin gì cả, tức là người anh em không lo mất tiền nhà, không lo mất tiền, không lo mất thóc. Trân trọng cảm ơn người anh em ở Tiên Lữ Hưng Yên. Đấy, sau đó thì sẽ phục vụ cái cục máy này. Cái cục máy này là cục máy Sony có model CFS 1055 này. Đấy, cái này là của đại sư phụ mình ở ở Hà Nội. Đấy, vừa rồi sư phụ mình về quê ở Hà Nội chơi thì sư phụ lượt vào thì đã cầm cái cục máy này vào đi theo đường chim sắt nhá. Đấy, nên là sư phụ cầm bên đây, thế là chắc là đêm nay mình phải phục vụ hoặc là sáng mai, tại vì ở đây nhiều đài sợ nó lại lẫn lộn. Đấy, thế qua đây cũng cho đệ cảm ơn sư phụ với lại đại sư phụ. Coi như thế là sư phụ nọ đến đây chơi đã mang cả chè với lại kẹo dồi với lại kẹo vừng để cho đệ nhá. Đấy, bây giờ test về phần radio trước nhá, test về phần radio trước. Đấy, kéo cái quai sách này lên nữa. Đấy, nó như thế này, nó như thế này thì đúng là nếu như mà nhìn vào ban ngày vào lại buổi trưa có ánh nắng mặt trời thì nhất định là muốn nhìn cái này thì phải đeo kính râm, không thì chói lắm. Nhạc một buổi đêm này thật vui tươi ạ. À, chỉ vậy thôi đúng không? Yeah. Thử xem băng sóng ai em này. Một thuốc sử dụng tại trạm y tế được thanh toán bảo hiểm y tế và mở rộng danh mục đấu thầu tập trung tại địa phương. Kiến nghị này được đưa ra này, trong bối cảnh việc cung ứng thuốc cho các trạm y tế vẫn chưa. Em này nghe tiếng sôi là biết em này nhá, này chuyển sang ai em này. Tại nhóm bệnh mãn tính không lây nhiễm. Từ thực trạng này thì Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế sử dụng tại trạm y tế xã phường thị trấn. Cụ thể là cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mở rộng thêm 8 thuốc điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng sử dụng tại trạm y tế và được thanh toán bảo hiểm y tế. Thú vị câu chuyện thiếu thuốc và vật tư y tế thời gian qua. Để triển khai. Hết rồi, thì bắt được một sóng nét rồi. Cho đến ngày 3 tháng 3 năm nay, nghị quyết 30 của chính phủ và nghị định 07 ban hành đã mới bắt đầu tháo gỡ nút thắt này. Thực trạng việc thiếu thuốc và vật tư y tế đã ảnh hưởng nặng nề đến công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Đấy, chuyển sang băng sóng FM này. Đấy, bây giờ lại kéo về đây để xuất phát từ 88Hz và kéo lên đến 108MHz. Đấy, to lắm. Cái này cũng nó bé nhưng mà công suất nó to lắm nhá. Bắt đầu dò sóng. Thì ở trong quá trình dò sóng, test đài mà gặp cái đài nào người ta phát chương trình ca nhạc thì mình lướt qua. Thì mong mọi người cũng thông cảm cho, vì không lướt qua lại vi phạm bản quyền. Mà vi phạm bản quyền là lại có người ta lại khóa kênh YouTube thì hỏng hết bánh kẹo. Không phải phương xa màu sắc tí xíu thôi chứ không phải mà dạng lão muốn mai quay cuồng. Thì muốn mai quay cuồng thì thật ra mà nói thì mình lên mình thi một cuộc thi đó mà có vũ đạo nhiều quá thì thật ra là nó mất sức. Dạ đúng rồi. Mình ca không nổi. Dạ.
kết hợp vừa ca diễn nữa là hát không mà nổi, thành thử ra anh sẽ chọn một cái dạng màu sắc mà cho nó nhẹ thôi, nó nhẹ thôi. Yeah. Như vậy đó, một chiếc đoạn có 20 ôi là không hùng được, hát 247. 30 tập chương trình mến chúc bạn có một đêm thật vui và ý nghĩa bên người thân bạn nhé. Không thì cần phải vào cuộc như thế nào? Cái việc kiểm tra và giám sát các hoạt động xây dựng ấy, cụ thể như là siết chặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà ống, khu tập thể để đảm bảo an toàn cho người dân. Có một cái như này, từ xưa giờ thì chúng ta thực ra là chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện cái cơ chế. Không phải lúc nào cũng sẵn có nếu người ta không kiếm tiền. Có được hạnh phúc đã khó, bạn giữ gìn hạnh phúc đó còn khó hơn nhiều bạn ạ. Buồn xuôi thì dễ, nhưng nếu biết đấu tranh và bảo vệ hạnh phúc của mình, thì rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc mà mình có được có ý nghĩa lớn lao đến thế nào. Chúng tôi mong sớm nhận được và tặng quà cho công nhân tại khu nhà trọ tại phường Long Bình và Hóa An. Nghị quyết số 04/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã quyết nghị giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Không được, hát là không được, 102,7 hát là không được rồi. Đấy. 102,7 vừa xong nhưng mà hát là không để được, nha, hết rồi. Đấy. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện mới để suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình lần sau. Biên tập viên chương trình thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm, kết hôn đã được hơn 20 năm. Chúng tôi có với nhau hai cậu con trai rất đáng yêu. Cậu lớn hiện đang học tại Học viện Nông nghiệp, cháu bé đang học trung học cơ sở. Chừng ấy năm sống với nhau, chúng tôi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. Ngày mới cưới, vợ chồng tôi đầy dẫy khó khăn. Gia đình chồng không dư giả nên mọi việc đều phải tự lo. Chúng tôi đã phải làm rất nhiều nghề, từ bán rau, bán hoa, giao trứng cho các mối bán lẻ ở các chợ và cả nấu rượu. Việc nào cũng vất vả, đi sớm về khuya. Chịu khó làm việc nhưng hai vợ chồng lại chi tiêu rất tiết kiệm, nên chúng tôi cũng đã mua được mảnh đất ở mặt đường lớn, rất tiện cho việc làm ăn buôn bán. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hơn chục năm trước, chồng tôi lại nghe chúng bạn xúi bẩy, nên đã đi theo bạn sản xuất hàng giả của một công ty thực phẩm có tiếng. Dù vợ can ngăn đủ điều, phân tích đủ lẽ, mà anh cũng chẳng nghe. Anh nói chỉ làm một thời gian ngắn, có được số tiền đủ để đổi đời, anh sẽ không làm nữa. Tất cả lợi nhuận hàng tháng, anh đều đưa tôi tích góp. Đúng là thời gian đó, gia đình tôi giàu lên trông thấy. Nhưng tôi vẫn luôn nơm nớp, việc làm ăn phi pháp sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Khi đó gia đình sẽ ra sao? Chính vì vậy tôi vẫn chăm chỉ chạy chợ như trước. Dù đã bao lần chồng tôi nói, ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng tôi vẫn không nghe. Vậy là những gì tôi lo sợ cũng đã đến. Cơ quan chức năng đã biết được việc làm hàng giả của chồng tôi. Anh phải chịu án phạt 8 năm tù giam. Do cải tạo tốt, chồng tôi được ân hạn, ra tù trước thời hạn 1 năm. Những ngày tháng chồng ở tù, bao nhiêu của nà tích góp, tôi bỏ ra chi tiêu hết. Ngày anh về đoàn tụ với gia đình, tôi mừng lắm. Các con đã lớn, cũng rất cần hơi ấm của bố. Chính vì thế dù có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng cố gắng. Hai vợ chồng quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi vẫn chạy chợ, còn anh đi học nghề y học cổ truyền. Mấy năm nay, từ ngày chồng tôi trở về nhà, mọi chi phí tôi đều cáng đáng, không dám kêu ca nửa lời, để chồng toàn tâm toàn ý đi học. Anh cũng chịu khó học hỏi, đọc sách về chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Tôi mừng lắm, nên khó khăn mấy cũng vượt qua. Ngoài học thầy, anh còn sinh hoạt nhóm để trao đổi, mở mang kiến thức về nghề. Từ khi chọn con đường để theo học, anh chẳng bao giờ làm việc nhà, nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tưởng rằng gái có công, chồng chẳng phụ, thế nhưng tôi đã lầm. Do mải mê mưu sinh vất vả với cuộc sống, sắc vóc của tôi không còn trẻ như trước. 45 tuổi mà mặt tôi đã nhiều nếp nhăn, mặt sạm nám. Trước đây anh luôn nói, tôi xinh như hoa hậu. Trong mắt anh, tôi là người đẹp nhất. Nhưng đã vài năm nay, anh chẳng còn nói lời nói đó nữa.
Không những vậy, mới đây tôi đã phát hiện anh ấy có tình ý với một cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng đã bỏ chồng, cùng sinh hoạt trong nhóm của anh. Họ nhắn cho nhau những lời rất tình tứ. Thôi, xin phép dừng clip ở đây cho nó đẹp. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Xin chào.